Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ hãng tin Reuters, một vụ tấn công đã xảy ra bên ngoài trụ sở của Quốc hội Anh tại London vào tối qua 22 tháng 3 theo giờ địa phương. Vụ việc đã khiến 4 người chết, ít nhất 20 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh tròn một năm sau vụ tấn công khủng bố xảy ra tại thủ đô Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Theo thông tin từ hãng truyền thông địa phương, trong số thiệt mạng có hung thủ và cảnh sát bị đâm dao. Hai nạn nhân còn lại nằm trong số khách bộ hành bị ô tô đâm vào khi chiếc xe phóng trên cầu Westminster lao vào các rào chắn ngay bên ngoài tòa Quốc hội Anh. Sĩ quan cấp cao nhất về chống khủng bố của Anh cho biết, vụ tấn công xảy ra khi chiếc ô tô trên cầu Westminster tông vào một số khách bộ hành làm bị thương nhiều người, trong đó có 3 cảnh sát. Chiếc xe sau đó tiếp tục lao vào khu vực gần Quốc hội. Ít nhất một hung thủ có dao tiếp tục cuộc tấn công và tìm cách xông vào Quốc hội. Lúc xảy ra vụ việc, Hạ viện Anh đang họp. Cuộc họp ngay lập tức bị ngừng lại và các nhà lập pháp được yêu cầu lưu lại bên trong tòa nhà. Được biết, Thủ tướng Anh Theresa May an toàn và đã được đưa ra khỏi tòa nhà Quốc hội. Sau khi xảy ra vụ việc, sĩ quan cao cấp nhất về chống khủng bố của Anh, Mark Rowley, đã công bố đây là một vụ khủng bố và chỉ huy chống khủng bố đang tiến hành cuộc điều tra sâu rộng theo hướng khủng bố.